How's it going? Welcome back, everybody. Welcome back to our amazing and passionate and, you know, energetic English classes here at Being in English House. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những cái lớp học mà đầy năng lượng, đầy đam mê và đầy tuyệt vời của tại trung tâm Being in English House. Và người ta nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Vậy trong bài học hôm nay, trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để triển khai ý để nói về chủ đề family. Alright. Và một cái câu hỏi mà rất là phổ biến hay gặp đối với chủ đề family là gì các bạn? How do you spend the time with your family? Bạn dành thời gian với gia đình như thế nào? Alright. Và đối với chủ đề này thì chúng ta có hai trường hợp. Đó là gì nhỉ? Version 1, you're living with your family. Cái phiên bản thứ nhất là gì? Có thể là bạn đang sống với gia đình thì bạn nói như thế nào? Phiên bản thứ hai là bạn sống xa gia đình thì nói ra sao? Right? Okay. Các bạn ơi, whenever you want to talk about anything, you must have an outline. Bất cứ khi nào bạn muốn nói về gì đó thì bạn đều phải có một cái dàn ý, là gì? Introduction, body and conclusion. Ba cái là gì các bạn nhỉ? Mở bài, thân bài, kết bài mình phải có, right? Và trong đối với trường hợp này, bạn sống gia đình thì bạn nói về cái mở bài ra sao? Bạn có thể nói về how and why, tức là bạn dành thời gian với gia đình như thế nào, bạn làm gì với gia đình, ý là vậy đó. Và tại sao bạn làm như vậy, right? Tại sao bạn lại làm như vậy? Ok. For example, hãy nhớ rằng đây chỉ là cái bài mẫu thôi, thì các bạn hãy biến hóa nó ra, bạn làm theo cách của bạn, ok, sáng tạo. Mình chỉ cho các bạn là cái bài mẫu vậy thôi và hướng dẫn cái dàn ý. For example, và đặc biệt là bên bài các bạn phát âm, right? To be honest, I don't have so much time to spend for my family, you know, because, you know, I have to go to work from Monday to Saturday. In addition, I also study English and read books in my free time, so I think I'm quite busy. Rồi, bây giờ mình nói chậm lại để các bạn nghe ha. To be honest, I don't have so much time to spend for my family because, you know, I have to go to work from Monday to Saturday. In addition, I also study English and read books in my free time. So I think I'm quite busy. Okay. Đây là nghĩa các bạn. Rồi. Các bạn có thể là dừng video lại xem ha. Nó đơn giản, đó là cái cách mở bài. Rồi, thân bài. Thân bài là mình nói về cái mình làm cái gì, rồi what. Mình dựa vào cái mở bài đó, mình phân tích thêm là mình làm như thế nào, làm cái gì, rồi. Ở mở bài là gì? Mình nói là mình làm như thế nào, mình dành thời gian như thế nào và tại sao. Vậy thì cái thân bài mà nói là cái mình làm là gì? Đây là cái phần quan trọng nhất. However, we have family weekends sometimes. You know, when my whole family get together, we often have coffee or have a picnic or do some cooking and have fun together. Rồi, chúng ta để ý gì những từ rất là hay nè. Family weekends nghĩa là những cái buổi cuối tuần sum họp của gia đình, right? Những buổi cuối tuần sinh hoạt của gia đình. Whole family, whole nghĩa là toàn bộ. My whole family là toàn bộ gia đình của tôi. Alright. Do some cooking nghĩa là nấu ăn đó các bạn. Do cộng với động từ thêm ing là một cách nói rất tự nhiên, right? Còn vui vẻ với nhau thì have fun. Okay. Đó là cái dịch nghĩa các bạn. Alright. Sau đó mình đến phần conclusion, goodbye, right? Goodbye mình nói đơn giản vậy thôi, mình nói cái cách goodbye mà thông thường nhất á, đó là mình nói cái benefits, mình nói về cái mặt lợi ích của một vấn đề. Hoặc là mình tóm tắt lại, alright? Bây giờ đây mình có thể dùng cái mặt lợi ích, cái ý nghĩa. Giống như mà học tiếng Việt đó, kết thúc là mình phải nói gì vậy? Ý nghĩa của câu chuyện đó, cái ý nghĩa của câu chuyện đó hoặc là ý nghĩa của cuộc cách mạng đó, right? Tiếng Anh cũng y vậy thôi. Right. You know, spending time with my family is a fantastic way for me to relax or to refresh myself after
tiring working days, right? You know, spending time with my family is a fantastic way for me to relax hoặc là to refresh myself after tiring working days. Right. Rồi các bạn, đó là version đầu tiên bạn sống, bạn đang sống với gia đình. Version thứ hai, trường hợp bạn sống ở xa gia đình là như thế nào? You are living far away from home, right? Thì cũng y chang như vậy. Cái mở bài mình có thể nói là how và why. Bạn dành thời gian như thế nào và tại sao là như vậy? Alright. At present, I'm living and working in another city, which is quite far from my hometown. And that's why I don't have so much time to spend for my family, to be honest. Right? At present, I'm living and working in another city, which is quite far from my hometown. And that's why I don't have so much time to spend for my family, to be honest. Alright. So mình cũng qua phần what? Bằng thân bài, right? Thân bài, right? However, on Tet holiday or other public holidays, when I go back to my hometown, I just want to spend all my free time with the family. We often visit our relatives or have coffee or have a drink, or go for a drink or do some cooking together. I really enjoy this quality time with them. Alright. Vậy trong phần này mình có một số cụm từ rất là hay như là Tết holiday, on Tết holiday, trong dịp Tết, public holidays, những ngày như bạn, những ngày lễ như là ngày 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9, right? Đi về quê là như bạn go back to my hometown. Tại vì rất nhiều bạn nói sai cụm từ này. Right, đi về quê là go back to my hometown. Còn nếu bạn quay trở lại cái nơi bạn đang làm việc thì come back, right? Ví dụ quay trở lại Sài Gòn, come back to Ho Chi Minh City, come back to Hanoi City. Ok. Rồi, chúng ta có một cụm từ đó hay đó là quality time. Là khoảng dành thời gian chất lượng, nghĩa là gì? Khoảng thời gian mà rất là mình rất là trân trọng, nó rất là đáng quý, right? Kêu mình xa gia đình một thời gian dài. Bây giờ mình có một cái quality time, nghĩa là khoảng thời gian mà mình rất là trân quý nó. Ok, very good. Đây là phần dịch nghĩa các bạn. Alright. Và alright, chúng ta qua phần conclusion, phần kết bài. Cũng y chang như vậy luôn. You know, spending time with my family is such a fantastic way for me to relax after a long time far away from home. Hoặc là refresh myself after a long time far away from home. And I'm gonna say such a fantastic way. Thì đó là một cách để nói, nhấn mạnh thêm, có cảm thán. Such nghĩa là thật sự, right? Thật sự là một cách tuyệt vời. Okay. Còn trường hợp này là mình sống xa gia đình, cho nên mình nói là far away from home. Sau một thời gian dài xa gia đình các bạn ha. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta lại qua một cái chủ đề khác nữa về gia đình. Đó chính là gì các bạn? Đó chính là right, wait a minute. Tất nhiên thì cái chủ đề mà quan trọng nhất của gia đình là describe your family, mô tả gia đình của bạn, right? Và cũng tương tự như vậy, mình cũng có ba cái ý chính: mở bài, thân bài, kết bài. Let's go, chúng ta hãy xem nha. Mở bài thì mình có thể nói về cái loại gia đình của mình, type of family. Mình đã học gì các bạn? Mình đã học những loại gia đình gì? Gia đình mà hạt nhân là gì? Gia đình mà chỉ gồm cha mẹ và con cái ấy, là nuclear family hoặc là immediate family, cái nào cũng được cả. Gia đình mở rộng hoặc là đại gia đình có nhiều thế hệ là gì? Extended family. Gia đình đông người, a big family. Người ta quan niệm là gia đình mà có từ 3 đứa con trở lên là a big family. Còn gia đình mà có 2 đứa con trở lại thì a small family. Alright, bạn có thể nói như thế.
Sau đó bạn có thể là trong phần thân bài ấy, bạn giới thiệu một tí xíu về family members, những thành viên gia đình. Bạn có thể nói về job của họ, appearance, ngoại hình, personality, tính cách, interest, sở thích. Nhưng mà tất nhiên là bạn không, các bạn nhớ nè, không nhất thiết phải nói hết tất cả những vấn đề này. Right? Nó một hai cái thôi được rồi. Thứ hai nữa, nếu bạn có 10 anh em thì bạn không phải nói, không phải mô tả hết từng người 10 anh em. No no no. Bạn có thể nói là một hai người đó được rồi, right? Và sau đó phần kết bài, bạn có thể nó nhắc lại cái phần spending time, dành thời gian với họ, right? Ok. À, ví dụ nè. I come from, tôi xuất thân từ một gia đình gì đó. I come from a big family, right? I come from an extended family. Hoặc mình có thể nói gì? I have a small family. Hoặc I live in, tôi sống trong, right? I live in a nuclear family. Gì được cả. Đó là phần thân bài. À, kết bài. Vậy chúng ta qua phần thân bài các bạn. Thân bài thì mình mô tả vài người, right? My sister is gì đó. Chị tôi là một người già, nữ doanh nhân. My sister is a business woman. Ha. Rồi mình mô tả thấy xíu ngoại hình nữa các bạn. She looks pretty, tall. I think she's about 180 cm. Mình ôn tập lại luôn cách mô tả ngoại hình, right? She has curly black hair, right? Các bạn tận dụng luôn để nói về cách mô tả ngoại hình. Hoặc là các bạn, sao các bạn có thể nói cha, my father is gì đó, hoặc là in gì đó, right? Rồi mình nói về cái interest, cái điều mà quan tâm hoặc là cái điều sở thích, right? My father is into cars. Cha tôi thì các bạn đam mê xe hơi, hoặc là my father loves reading. Cha tôi yêu đọc sách, right? Anyway. Rồi cách thời gian, cách mà dành thời gian với gia đình thì các bạn có thể là nói lại y như cái phần lúc nãy các bạn. Anyway, đây là những cái dàn ý chung chung. Bạn hãy tự mình là những bài nói như thế cho nó thực tế với trường hợp của mình. Very good. Alright, and last but not least, I'm gonna share with you some common phrases, natural and common phrases or sentences that can help you expand your ideas and your vocabulary whenever you want to talk about the topic of family. And to be honest, they are kind of, on the one hand, they are very, common and natural, but they're also, some of them are very, very advanced, right? Advanced, all right. Bây giờ mình sẽ share các bạn một vài cái cụm từ, một cái câu về chủ đề family, nó rất là common, nó rất là phổ biến và tự nhiên, để giúp các bạn mở rộng thêm cái khoảng từ vựng và cái idea của mình. Và một vài trong số đó cũng rất là level cao các bạn. Alright, các bạn nếu các bạn áp dụng nó thì nó rất là hay, right? The first one, share things in common, hoặc là have cái gì đó in common, nghĩa là có những điểm chung, đồng quan điểm. Ví dụ mình nói là alright, what I like best about my family is that all of us have a lot of things in common, hoặc là all of us share a lot of things in common, from clothes to, interests and like gì đó ha. Một trong những điều mà tôi thích nhất về gia đình tôi đó là chúng tôi rất là có nhiều điểm quan đồng, những điểm chung với nhau, chia sẻ với nhau, right? Tương đồng với nhau. Alright. Home is where my heart belongs. Cái này rất hay bạn ơi. Home is where my heart belongs, right? Gia đình là nơi trái tim tôi thuộc về. Mình rất rất hay để mình nói về cái conclusion các bạn ha. Alright. Be in bad mood, tâm trạng không tốt. Alright. It's so great to have a sister. Rất là tuyệt vời khi mà có một cô chị gái, right? Whenever you feel like, in bad mood, you can have your sister or your brothers to come to you and share with you, then you can feel better, right? Good. Get along well with, right? Hòa thuận với.
Bây giờ mình nói gì? To be honest, I come from quite a big family. But the good news is, you know, all of my brothers and sisters get along well with together, with each other. I love it, right? Tôi sinh ra là mình nhiều rất là đông con. Nhưng mà tin vui đó là chúng tôi rất là hòa thuận với nhau, right? All right, cái này rất là hay các bạn. Ups and downs, right? Ups and downs. Các bạn hình dung này, ups and downs, ha. Ups and downs. Lên và xuống nghĩa là gì? Trong đời bạn mà lên và xuống nghĩa là thăng trầm, right? Overcome những cái thăng trầm, vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. All right. Everybody, so by making a lot of videos and send your videos to our, you know, BNE teachers, so that they can help you to correct all the mistakes. Các bạn hãy làm nhiều video và gửi qua các lớp. Tại vì tất cả giáo viên tại Trung tâm Bình Nguyên luôn luôn sẵn lòng và nhiệt tình để giúp cho các bạn giúp cho các bạn chỉnh tất cả những lỗi về phát âm câu kéo. Thì như vậy các bạn mới improve được nhiều, right? Alright, I love you. Thank you. I'll see you next time. Bye for now.